ông Zelensky cảnh báo các tướng quân đội Ukraine. Ông Zelensky nói rằng các tướng quân đội sẽ phạm sai lầm nếu tham gia vào chính trị, giữa lúc xuất hiện nhiều dấu hiệu rạn nứt nội bộ tại Ukraine. Sĩ quan quân đội có quyền tham gia chính trường, nhưng sẽ không thể đồng thời xử lý tình hình chiến sự. Nếu điều hành tác chiến với tâm lý sẵn sàng làm chính trị và chạy đua bầu cử, mọi hành động và lời nói của họ sẽ giống chính trị gia hơn là sĩ quan. Tôi cho rằng đó là sai lầm rất lớn, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn được truyền thông Anh công bố hôm 21 tháng 11. Phát biểu được ông Zelensky đưa ra khi trả lời câu hỏi về quan hệ hiện nay với các chỉ huy hàng đầu quân đội. Tổng thống Ukraine cũng cảnh báo việc tướng quân đội thường xuyên xuất hiện trên truyền thông có thể gây ra tình trạng bất tuân thượng lệnh và tác động xấu đến sự đoàn kết của quốc gia. Về tư lệnh quân đội Valery Yaluhin và các tướng trên chiến trường, tất cả đều hiểu rõ thứ bậc và rằng không thể có cùng lúc 2, 3, 4 hay 5 lãnh đạo. Điều này phù hợp với luật pháp và không phải vấn đề được phép thảo luận trong thời chiến, bởi điều đó gây mất đoàn kết dân tộc, ông Zelensky nói thêm. Chia rẽ nội bộ tại Ukraine ngày càng hiện rõ trước mắt các đồng minh phương Tây, với loạt thông điệp đối lập giữa tướng Yaluhin, người coi là gương mặt của thế hệ mới trong quân đội, với Tổng thống Zelensky. Trong cuộc phỏng vấn hôm 1 tháng 11, tướng Yaluhin cho rằng năng lực tác chiến của quân đội Ukraine đã đạt cực hạn và không thể có thêm bất kỳ bước đột phá nào, đáng kể hay ngoạn mục ở tiền tuyến. Đây là tuyên bố trực diện nhất của chỉ huy hàng đầu quân đội Ukraine về chiến dịch phản công quy mô lớn được Kiev phát động từ đầu tháng 6. Tuyên bố của tướng Yaluhin đã vấp phải phản ứng quyết liệt từ giới lãnh đạo chính trị Ukraine. Igor Yova, phó chánh văn phòng tổng thống Ukraine, khẳng định bài phỏng vấn của tướng Yaluhin đã đẩy Ukraine vào tình thế bất lợi, khi khiến hàng loạt đồng minh và đối tác lập tức liên lạc trong hoảng loạn đòi Kiev làm rõ chiến trường có thật sự đóng băng hay không. Tổng thống Zelensky sau đó nhấn mạnh cuộc phản công chưa bế tắc và kêu gọi đồng lòng giải quyết khó khăn, hành động ngay thay vì suy diễn về tương lai. Dù vậy, những tranh cãi nội bộ ở Kiev vẫn có nguy cơ leo thang. Văn phòng Tổng thống Ukraine ngày 3 tháng 11 bất ngờ công bố quyết định điều chuyển chỉ huy lực lượng đặc biệt SSO Viktor Horenko, sĩ quan dưới quyền ông Yaluhin, sang Tổng cục Tình báo Quốc phòng mà không nêu lý do. Horenko không nhận được thông báo trực tiếp từ Tổng thống, chỉ biết quyết định điều chuyển qua truyền thông. Ông xác minh với tướng Yaluhin và được báo rằng tư lệnh quân đội Ukraine không phải người đề xuất thay đổi nhân sự. Thông tin này gián tiếp cho thấy Tổng thống Zelensky đã đưa ra quyết định điều chuyển nhân sự mà không tham vấn chỉ huy cao nhất của quân đội Ukraine. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.